Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiếp tục đi kiểm tra đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số doanh nghiệp, tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tại thành phố Ninh Bình. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy sản xuất camera, module và linh kiện điện tử của công ty trách nhiệm hữu hạn MCNEC Vina tại khu công nghiệp Phúc Sơn, nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của nhà đầu tư Sejung tại cụm công nghiệp Cầu Yên. Tại những nơi kiểm tra, đồng chí Phạm Quang Ngọc ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp đã chủ động vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19, duy trì sản xuất, xuất khẩu ổn định, nộp ngân sách nhà nước cao, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Đối với những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến đất đai và đường giao thông, tới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quan tâm tháo gỡ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình cho biết, trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố tăng trưởng nhẹ, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết công việc chưa cao, trong đó triển khai công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu vực đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện các công trình dự án và công tác chỉnh trang đô thị công cộng chậm. Về giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, hiện thành phố đã giải ngân đạt 48% kế hoạch. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Ngọc ghi nhận những kết quả mà thành phố Ninh Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, để thúc đẩy hơn nữa vào những tháng cuối năm nay và năm 2021, đồng chí đề nghị thành phố Ninh Bình cần có hướng đi, cách làm cụ thể để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng công nghiệp, phát huy thế mạnh dịch vụ, thương mại, sớm có quy hoạch thu hút đầu tư cũng như nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Bên cạnh đó, tập trung rà soát từng dự án để xác định thời gian, tiến độ giải ngân, quyết tâm giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng kế hoạch tỉnh giao, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác một số chợ, nhất là khu chợ Rồng, đối với ba xã Ninh Nhất, Ninh Tiến và Ninh Phúc. Đồng chí đề nghị thành phố cần xác định rõ hướng đi về cách làm, đó là xây dựng nông thôn mới hay lên phường vào trước năm 2023 để đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý về kiến trúc và cảnh quan đô thị, kết nối giao thông của các phân khu, nhất là khu bờ Tây sông Vân, tiếp tục quan tâm các công trình hạ tầng giáo dục và kiến trúc văn hóa cho thành phố.